Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SN News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, sự việc một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh đi cà phê nhưng không may làm vỡ ly nước và sau đó được quán cà phê này tính thêm 30.000 đồng tiền phí đền bù thì gia đình này đã vô cùng bức xúc lên mạng than thở. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ rằng sẽ được cộng đồng mạng đồng cảm thì ngay sau đó chủ của bài đăng này đã nhận phải phản ứng vô cùng gay gắt của cộng đồng mạng. Câu chuyện trên xảy ra cách đây không lâu, được chủ nhân đăng tải than thở: "Sáng nay em đi ăn là bể ly trà đá, ra tính phí đền bù 30.000, đó giờ mình đi cà phê không thấy quán cà phê nào bắt đền tiền bể ly luôn. Cứ nghĩ việc khoe chiến tích làm vỡ ly sẽ được mọi người đồng cảm, thế nhưng thái độ tiếc rẻ 30.000 của gia đình này đã khiến cho dân mạng gạch đá nhiệt tình. Nhiều người cho rằng chủ bài viết đi ăn uống thả ga, ngồi từ sáng đến tận chiều hết hơn 450.000 mà vài chục nghìn cũng phải lăn tăn. Không hiểu rằng ông bố bà mẹ trong câu chuyện này đang nghĩ gì." Mặc dù chủ nhân của bài chia sẻ này ngay sau đó đã vội vàng xóa status sau khi bị cộng đồng mạng chửi bới quá gay gắt, song thì vẫn có người kịp chụp lại màn hình và đăng tải cho dân tình tiếp tục gạch đá. Hàng nghìn người đã để lại bình luận mỉa mai gay gắt dành cho chủ nhân bài chia sẻ. Khiếp lên được, có mỗi 30.000 cái cốc mà cũng kỳ bo tiếc rẻ, làm vỡ ly của quán là sai, đền bù có chút xíu là đúng rồi, còn lên mạng ăn vạ. Chí phèo kiểu sang chảnh đây rồi, sai còn không sửa, lại đem khoe sự keo kiệt của mình. Ông đăng bài này là ai đấy? Có con rồi cư xử thiếu văn hóa vậy? Trẻ con nghịch phá làm vỡ đồ của quán phải đền là trách nhiệm của bố mẹ. Còn kêu la cái gì? Tôi cũng có lần đi ăn làm vỡ bát của nhà hàng. Người ta không bắt đền nhưng tôi vẫn đề nghị trả thêm vì tiền đấy là lỗi của mình cơ mà. Bên cạnh đó, một số thành viên mạng tỏ ra ôn tồn hơn, cho rằng nhiều nơi không bắt đền đồ bị vỡ. Song ít nhất nếu gây ra sự cố nhỏ như vậy thì cũng nên xin lỗi chứ chẳng phải bê lên mạng để than thở như trên. Đây cũng là lời nhắc nhở dành cho những người thiếu ý thức ở nơi công cộng. Dù gây ra bất cứ hành động gì gây thiệt hại dù nhỏ nhất, cũng nên thẳng thắn chịu trách nhiệm, cư xử thật văn minh. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.